Chào tất cả anh em nha. Nay mình đến chợ gạo giao lưu với anh Lượm một số gốc mai phôi bạn ơi. Trong vườn anh có một số phôi bạn. Quay sơ cho anh em xem. Vườn mình cũng có một số cây mai tàn nữa nè anh em. Ủa em, mình ở đây là ở đâu em? Dạ em ở ấp Mỹ Thành, xã Hòa Định, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Rồi, giờ bắt đầu mình vô cái gốc phôi đầu tiên đi. Đo giùm anh cái hoành đi. Gốc này xù hả vậy em? Dạ, này xù 8, 49 hoành. 49, này cái bộ đế nè. Chiều cao nó 93. 93. Dạ. Này xung quanh cái bộ đế nó nhanh nè. Gốc này mình giao lưu với anh em là giá nhiêu em? Dạ, cái giá gốc này giá 5 triệu em bao ship toàn quốc. Bao ship toàn quốc. Ồ, cây này thấy mạnh này, nó ra tược non à. Cây này đang sung cây. Mã số là 15, giá 5 triệu nha anh em. Rồi, em mình qua gốc kế tiếp. Gốc này em thấy cái đế đẹp nè. Mình đang trên đây thì nó 39 hoành. 39, rồi mình đo dưới luôn đi em. Ở dưới này 61. 61. Rồi, chiều cao em. Cao cây này khá cao. Cao này nó khoảng 2 mét rưỡi nó tới đây. 2 mét. Mã số là 16 nha anh em. Báo giá lùm dùm luôn cái. Giá này cây này giá 22 triệu anh. Bao ship toàn quốc luôn. Thấy cái cây này và bộ đế nó rất là đẹp. Đế quá nha anh em. Anh em thấy không? Rất lực. Cây này thì chọi ra mạnh này nha anh em. Nó đâm ra rồi. Quay sơ lại cho anh em xem cái chiều cao của nó. Bắt đầu mình qua gốc mai này, mai tứ quý ha em. Dạ, cây mai tứ quý mai tàn á. Mã số gốc này là 17 nha anh em. Bao nhiêu em? 44 hoành. Hoành 44, báo giá cho anh em. Dạ, không? Gốc này giá 17 triệu em bao 200 km anh. Bao 200 km ha. Dạ. Cây này chiều cao khoảng nhiêu em? Dạ, chiều cao nó khoảng 3 mét rưỡi anh. 3 mét rưỡi nha. Tàn nó cũng khoảng đó luôn. Tàn đều. Cây này mình mới đem về đây luôn hả em? Dạ, mới đem về lạc lá luôn. Cây này bông mấy cánh em? Bông 5 cánh, bông đỏ với bông vàng. Đây, đây là cái bộ đế nha anh em. Bộ đế của nó đây. Nó hai màu không? Bông đỏ, bông vàng. Nó nở 4 mùa. Bên đây là tàn tán phía bên trong nè anh em. Cây này nói chung là tàn đều. Không có lép bên nào hết. Mã số 17 nha anh em. Giá bao nhiêu em? Giá 17 triệu anh. Bao ship toàn quốc luôn. Bao 200 km ha. Dạ. Ngoài 200 km là không bao ha. Dạ. Cây này tứ quý nha anh em. Đây cái bộ tàn của nó. Chiều quý đi 200 km coi như đi ở làm chả luôn à. Bé con pin. Này mình có đóng công ship qua Trung Quốc không anh? Dạ không anh. Đây đây cái bộ đế của nó đây. Cây này thấy nó chắc nó già ta. Dạ, này rất già đâu, già cây. Cây này nó trên 20 năm. Mình đo giùm anh cái thóc thân. Rồi, đo thóc thân giùm anh cái. Dạ. Nhiêu em? 27 á. 27. Dạ. Rồi, ok. Bắt đầu mình qua gốc cái tiếp nha anh em, gốc này cũng cũ rất là đẹp nè. Cây đó 17, cây này số 18. Cây này mã số 18. Dạ. 47 của anh. Hoành 47. Rồi để anh đo quay sợ. Cây này chiều cao khoảng nhiêu em? Khoảng 3 mét rưỡi anh. 3 mét rưỡi ha. Còn cái tàn đó. Cỡ đó à. Chắc lắm. Cây này thì tứ quý luôn ha em. Dạ cây tứ quý luôn. Đây, tàn tháng trong. Hai cây này mình mua chung cặp hết à? Dạ một em ba cây em chưa mua chung một chỗ. Chỗ. Có 3 cây. Cây này giá nhiêu em?
Dạ cái này giá 16 triệu. 16 triệu. Thân thân nhiêu em? Đây là cái tàn của nó anh em. Nói chung là hai cây này là một cặp là rất là xứng nha anh em. Rất là đều. Cây này mình cũng mới đem về vườn đây hả em? Dạ, em cũng mới đem về. Đây bạn, bộ đế nó này. Nhìn gốc này bộ đế rất là lực nha anh em. Gốc này 16 triệu, bao ship cho anh em phạm vi 200 km. Đây, tàn tán bên trong của nó. Rồi quay sơ cho anh em xem một lần nữa cái bộ đế đó. Cây này thì thấy nó xù xì khá là cổ nha anh em. Cây này cũng già cây dữ lắm. Gần 30 năm dạ. Chủ vườn ta nói cũng 30 năm. Có cái đóng cái rễ này bạn. Mình thấy rất là quái. Rồi bắt đầu mình sẽ qua kế tiếp bạn. Gốc tiếp theo nha anh em. Cây này cũng tứ quý luôn hả em? Đây cho quay cho anh em xem cái tàn nó đây. Chiều cao tàn này khoảng nhiêu em? Khoảng 3 mét rưỡi anh. Còn đường kính cái tàn này. Tàn này thì nói chung là cũng tương đối đều nha anh em, không có lép bên nào hết. Cái này lâu chưa em? Khoảng bao nhiêu năm rồi em? Biết không? Cái này cũng khoảng 30 năm rồi. Đây. Mình thân nó 45. 45. Báo giá luôn cho anh em cái mã số luôn em. Mã số 19 anh. 19. Giá nhiêu em? Dạ giá 16 triệu, bao 200 km. Đây, quay cho anh em xem cái tạng. Sơ cho anh em xem cái nữa. Còn đây anh em, phía trong là cái bộ đế đó nè anh em. Đây. 16 triệu nha anh em. Mã số là 19 anh em ơi. 16 triệu. Đây, bộ đế của nó đây. Đây tàn tán của nó bên trong đây. Rồi, em đo mạnh cái thóc thân đó em. Thóc thân nó khoảng nhiêu? Lên trên đó đi, cành ở trên đi. Đo chủ yếu tham khảo cho anh em tham khảo thôi. Cành này thì nó 45. 45. Rồi ok em. Đây này. Rồi gốc này gốc tiếp theo nha anh em. Gốc này có cái bộ đế rất là quái nè. Nhỏ có vỏ, này dán bay. Đo mình cái quạnh này. Thằng 34. 34. Mã số là 14 nha anh em. Báo giá luôn giùm cái dạ giá 4 triệu anh, bao ship toàn quốc luôn anh. 4 triệu bao ship toàn quốc. Chiều bay khoảng nhiêu em? 2 mét à. 2 mét. Đây. Có cái đuôi các bạn. Thấy ra quái. Thân mớp nha anh em. Cái này mình ship toàn quốc luôn hả em? Dạ bao ship toàn quốc anh. Đế nó đây anh em. Đế nhỏ nhưng mà đều. Cái này chủ vườn người ta nói cây mai dảo anh. Dảo ha. Dạ. Đây. Nói chung là vườn ảnh có khá là nhiều phôi mai các bạn. Anh em nào quan tâm có thể liên hệ trực tiếp với ảnh qua số điện thoại mình để phần tiêu đề bạn. Em nói giùm anh cái địa chỉ nhà mình là ở đâu lên. Ấp Mỹ Thạnh huyện Chợ Gạo tỉnh Tiền Giang. Rồi ok em. Rồi cảm ơn tất cả anh em nha đã xem clip này. Chào tất cả anh em, hẹn gặp lại bạn ơi.